Lan. Lan. Tôi nghe hết rồi. Tôi nghe hết rồi. Đừng nói gì nữa hết rồi. Tôi không đây nè. Không thấy hay sao? Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì? Hơi nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan. Em khóc đi Lan. Em khóc nữa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt của nơi làm cho em rơi đi phần nào buồn tôi. Nếu dòng lệ kia bôi xóa được kỷ niệm của thời qua. Nếu em bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bạn muốn em còn nhớ là cả đời em dương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi, nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm gian trong gió. Quảng trai mà đã dối giống tình. Nàng ơi, tôi không biết phải nói làm sao cho em hiểu được lòng mình. Trong khi đối với nàng, tôi là người bạc nghĩa. Còn đối với bác lũ bên nhà thì tôi là một kẻ dân ân. Hạt cơm ơn cơm nghĩa còn những nợ kẻ răng. Tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại. Đã là nát lòng tôi mà ra bấm mong rồi hờn giận con.
lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi là vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chắc không bao giờ còn được đón người ta về với tôi nữa. Nàng em. Thôi, anh đi đi. Đừng nói gì tôi nữa. Đừng nói gì nữa. Nàng. Then fire.